Nguyên TV xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Xin chúc các bạn một ngày mới vui vẻ và hạnh phúc nhé. Và hôm nay mình đang ở Lạng Sơn. Thì các bạn biết đấy, những người phía Bắc thường nghe cái câu là ngày xưa cái câu ca dao, dân ca là Đồng Đăng có phố Kỳ Lừa, có nàng Tô Thị, có chùa Tam Thanh. Ai lên xứ Lạng cùng anh, võ công bác mẹ sinh thành ra em. Thì ngày đó mình chỉ nghe những người lớn kể lại những câu mình nghe thuộc lòng như vậy thôi. Và hôm nay mình đến đây đấy, thì mình đang đứng ở chùa Tam Thanh đây. Nó nằm trong cái câu đó. Đây là chùa Tam Thanh. Và nàng Tô Thị thì cũng cách đây ở gần. Một cái ở trên cái đỉnh núi này. Đi ra phía kia thì hôm nay mình sẽ đi hai nơi. Đó là nàng Tô Thị và chùa Tam Thanh, chia sẻ với các bạn. Và đầu tiên mình vừa đến đây á, thì những cái dịch vụ ở đây là như thế này. Vào trong kia gửi xe máy sẽ là 10.000, ô tô là 30.000, còn mua vé vào cổng ở đây là 20.000. Đó, bây giờ mình vào mua vé. Đây là vào cổng chùa nhé. Đây, chân tay mình đang cầm tấm vé 20.000 để đi vào cửa chùa. Khu này cũng để xe này, và cũng có tư nhân để xe trong nhà. Và xung quanh đây bán đồ lưu niệm rất là nhiều. Lát nữa mình vào chùa xong đi ra sẽ mua đồ lưu niệm ở đây. Bây giờ đi vào thì cổng chùa chính sẽ không mở, mình đi vào bên hông thôi. Đấy, qua cửa xót vé đi vào. Trên đỉnh trên núi kia có chữ khu danh thắng nhị Tam Thanh. Không biết là có hơi chói nắng, các bạn có nhìn thấy không? Đấy, bước vào thì có cổng đi, cổng vào chính này. Thực ra thì đến đây mới biết chùa Tam Thanh là một cái hang động rất là lớn, và chùa bên trong đó. Đây, hai bên thì đều làm những cái cảnh cho nó đẹp lên, tôn tạo lên. Bên này là đấy là lên tham quan nhà sàn, ở trên này có cái nhà sàn. Đây, rồi lát nữa thì lên đó. Lối đi lên động Tam Thanh này. Lối lên lầu Vọng Thị. Lầu Vọng Thị là ở trên đó sẽ ngắm được nàng Tô Thị ở bên núi bên. Rồi bây giờ mình sẽ vào nơi chính, động Tam Thanh. Đây, câu thơ vẫn còn trên đây. Đồng Đăng có phố Kỳ Lừa, có nàng Tô Thị, có chùa Tam Thanh. Nó cầu ca ngàn nhiều trăm năm rồi, mình không biết là cụ thể là bao nhiêu năm. Nhưng mà nghe bà nội mình kể lại thì ngày đó mình đã nghe cách đây chắc phải 40-50 năm rồi. Động Tam Thanh giờ đã được xếp hạng di tích quốc gia rồi. Đây, mình sẽ đi vào. Nếu ngày trước gọi là chùa Tam Thanh nhưng mà thực ra thì chùa trong động. Hôm nay mình sẽ đi vào, và vì thông thường thì mình chỉ đi quay những cái danh thắng thôi, nhưng mà hôm nay mình sẽ vào trong động này để quay sơ lược lại toàn bộ cái bên trong này, và chia sẻ tiếp với các bạn những cái phía sau nữa nha. Đây, giờ mình đang đứng ở cửa động thì mình đã xin phép được vào lần đầu tiên. Mình chỉ chia sẻ những hình ảnh thực tế bên trong một cái chùa, nhưng mà đây là chùa, là một cái hang động lớn, nó cũng là một cái danh lam thắng cảnh, thì mình đã chia sẻ vậy. Chứ còn thì thông thường thì mình sẽ xin phép là không chia sẻ những nơi tôn nghiêm, nhưng hôm nay lần đầu tiên mình xin phá lệ. Đây, ngoài đây là thờ
tượng Phật, thờ các vị thánh nữa. Đấy. À, đây có một cái cây gọi là cây ngô đồng bằng đá thạch nhũ. Rồi bây giờ là hết phần bên ngoài là phần chùa, mình sẽ đi sâu vào phần trong hang. Thì vòm hang rất cao này, sâu đẹp luôn, có hỗ trợ bằng ánh sáng. Vào trong đây không khí lạnh, mát lạnh luôn. Rồi trong đây có một cái hồ gọi là hồ âm ti, tức là sẽ rất là sâu. À, nước trong vắt và có nhiều cá bơi bên dưới. Không biết là trong camera có nhìn thấy được không? À, đây có một đoàn du khách người Hoa. Đoàn du khách người Trung Quốc ấy, cũng đến thăm chùa Tam Thanh. Vào đây trước mặt là một cái hồ sâu như thế, hồ âm ti. Rẽ sang bên phải lối đi lên hang rơi. Mình sẽ đi sau, bây giờ mình sẽ đi sâu vào bên trong. Nhìn cũng thấy hấp dẫn rồi đó, có lối đi lên hang rơi. Xung quanh cái hồ âm ti này được chiếu đèn này, có lan can đi rất cẩn thận này. Chắc mình nghĩ là nó sâu lắm mới gọi là hồ âm ti, nước trong vắt luôn. Ở đây có một cái khúc này thì có cái đèn chiếu xuống này, thì mình đưa xuống là nhìn thấy rất sâu bên dưới. Ngoài kia là cá nhiều lắm luôn. Du khách vẫn đang đi vào. Đoàn này là đoàn người Hoa. Việt Nam đó. Ồ, Việt Nam à? Sao lúc nãy thấy hướng dẫn viên nói tiếng Hoa? Thì hóa ra nó đoàn Việt Nam. À, vậy là tiếng Hoa có mấy người trên kia thôi chứ không phải cả đoàn này. Mình nghe thấy hướng dẫn viên nói toàn tiếng Hoa. Rồi tiếp đến là nhìn cái nhân trần này, cái trần của cái hang này rộng cao luôn, mấy chục mét. À, đây mới là người Hoa, kia là người Việt. Vậy là đoàn này xen lẫn nửa Việt nửa Hoa, mình không phát hiện được. Bây giờ lối đi thì rất thuận tiện rồi, có làm những cái cầu cái lối đi rồi, lúc trước là toàn đá thôi. Thì leo lên được trên đây là khó khăn lắm. Ồ, lên đây là cái vòm này. Nhìn cái vòm hang này.
nó rộng mênh mông luôn, nhũ đá buông xuống rất nhiều. Rồi thì có nhiều những cái hang nhỏ, ví dụ đây này có hiệu ứng ánh sáng lên đây, lúc xanh lúc đỏ rồi nhìn cũng hấp dẫn. Mình thử coi xem là dưới đây có một cái hang thì nó tối lắm, mình bật đèn lên. À, đây có một cái hang lối đi sâu vào đây. Rồi mình không đi xuống nữa, chỉ đứng đây thôi. Đây một cái ngách nữa. Trời, thám hiểm xuống đây cũng được đó. Đây, tới đây lại nghe tiếng hoa rồi. Ôi cái vòm hang này rất là cao, có thông được lên trên này, có ánh sáng xuống này. Cái này mình nghĩ phải cao cỡ khoảng 50 mét. À, lối đi thì còn nhiều và còn dài. Đấy là bên trên, còn bên dưới này nữa này. Hơi tối. Giờ thôi, mình cũng không xuống nữa. Chỉ đi những chỗ đẹp thôi. Đây có một cái lối gọi là lối lên cổng trời. Đó, lên trên kia là cổng trời kìa. Đó, nhưng mà thôi mình chưa lên, mình còn quanh quanh đây đã. Đi hết lượt đấy ạ. Đi hết lượt xong mới lên cổng trời. Cổng trời là đi sau cùng thôi. Đi xuống chỗ này xem. Rồi hả? À, đây có một cái cổng nữa. À, thì ra đây là một cổng, một lối ra, có cửa đóng, cửa gỗ đóng đây. Vậy là ở đây có động này có mấy cửa. Thôi mình không có xuống đây, mình leo lên trên đây. Đây có một lối đi lên. Lát nữa cái cổng trời đó hấp dẫn lắm, mình đi sau. Lên trên đây xem có gì trên này nhá. Trên đây có một cái sân khá là phẳng, đường lát đẹp đẽ. Ở đỉnh cái vòm hang này, chiếu lên vòm hang. Ở đây có một cô gái đang selfie vì cảnh ở đây đẹp. Nhìn những nhũ đá này buông thõng, cái này thôi nhiều ngàn năm tạo lành được những cái nhũ đá như thế này. À, bây giờ mình sẽ lên một cái điểm hấp dẫn, lên cổng trời. Đây, cổng trời kia. Lên xuống đỉnh cho nó có gì. Giờ này là có đoàn người Hoa rất đông đi vào đây này. Đại hướng dẫn viên đang thuyết trình này. Đây là 50 tuổi.
Rồi bây giờ mình sẽ lên cổng trời nhá. Để có nhiều lối đi. Có lẽ là mình chọn cái lối đi nó hơi khó khó tí cho nó máu ha. Chứ đi lối này thì nó thường quá. Đây lối này thì bậc đá này khó đi hơn này. Ồ. Đó thì lên cổng trời. Cổng trời là cái này mới làm lại nó đẹp như này đấy. Đi dễ thật, lúc trước là đi khó lắm luôn. Leo được lên đây là rất phức tạp. Đây những cái nhũ đá buông thõng xuống. Đẹp ghê. Nhiều thật. Đây cũng có một lối lên đâu đó. Đây đã lên gần đến cầu trời, đứng nhìn xuống này. Hàng rất to, rất cao và rất sâu. Ở đến đây thì có hàng rào bảo vệ, tránh nguy hiểm. Và trên đây cũng không đi được nữa. Thế thôi. Hàng rào đã kín lại, không lên được. Đây. Gọi là cổng trời thì nó là đến đỉnh một cái chỗ này, một cái lối mà lên được bên trên. Vậy là mình cũng được đến cổng trời của chùa Tam Thanh này nhá. Động Tam Thanh. Tại vì chùa trong động mà. Bây giờ mình đi xuống để xem còn có một cái núi bên kia không. Có cái lối đi lên. Mình thử ra xem nào. Đó là núi gì mình thử. Bây giờ mình đi xuống sẽ ra cái lầu Vọng Thị. Tức là ở đó sẽ nhìn sang cái tượng. À sang cái hòn đá có nàng Tô Thị bên đó. Ở cái núi kế bên. Giờ ra khỏi động Tam Thanh đã. Đây có một cái cột nhũ này. Cột nhũ này rất là lớn. Rồi hình thành lâu năm mới được như thế này. Ở đây thông thường thì mỗi một nơi mà có cái ánh đèn chiếu vào thì sẽ có một cái tích gì đó hay là một cái gì họ nghĩ nó giống, họ tưởng tượng ra, họ sẽ chiếu vào đó. Họ đặt tên, nhưng mình thì mình không biết, thì mình chỉ thấy đẹp thôi. Đó, trên kia, ví dụ trên kia. Bây giờ tưởng tượng ra cái gì nhỉ? Phải có một cái gì đó, nhưng mà thôi. Mỗi một cái điểm mà đèn chiếu vào đều là mang một cái rất là đặc biệt. Đẩy nhũ đá này. Cái này nếu mà có hướng dẫn viên hay là... À, hướng dẫn viên đã hướng dẫn được tỉ mỉ hơn. Mình chỉ là một du khách thôi. Thành chỉ có chiêm ngưỡng theo cái cách của mình. Chứ không biết là chia sẻ cụ thể như thế nào cho nó hấp dẫn được. Nhưng mà mình cứ chiêm ngưỡng thấy đẹp đó. Bây giờ mình sẽ lên hang rơi. Lầu Vọng Thị thì chắc dưới kia, lát nữa lên mình lên hang rơi. Đây lầu Vọng Thị đi lối này, còn hang rơi thì đi lối này. Mình đi hang rơi trước, cái nào gần đi trước.
khả năng ngày xưa rất là nhiều rơi ở đây. Mà ngày xưa mà leo đến đây đâu có phải dễ. Bây giờ làm những cái cầu thang như thế này bậc đá cho mình đi nó dễ dàng như thế này thôi. Nhưng ngày xưa là cả một vấn đề. Đấy, những cái nhũ đá, thạch đá như thế này ngày xưa chỉ có việc là leo lên trên đó mà đi thôi. Đây có một trần hang này. Khu này chắc nước chảy xuống nhiều mỗi khi có mưa. Xói mòn thì rất là lớn. Đây, đá nhũ đây. Hang rơi. Vậy là hết rồi. Hết phần hang rơi. Bây giờ mình sẽ đi lầu Vọng Thị nha. Nhưng mà mình thám hiểm cái lối này đi một tí. Đó, ngày xưa thì những chỗ này làm gì có bậc đi như thế này đâu. Sẽ lên lỏi, đây trèo như chỗ này này. Đây có chỗ nhìn láng đây này, chắc nhiều người leo lên đây. Chỗ này nếu mưa sẽ có đựng nước ở đây, giống như một cái chậu. Đây vẫn còn cái dư âm của nước còn lại. Giờ mình đi xuống này, lại có đoàn khách người Hoa tiếp. Rất là đông á, người Hoa vào đây đông, người Trung Quốc á. Lượng khách Trung Quốc đi vào đây nhiều. Từ nãy giờ mình mới vào thôi mà có ba đoàn khách Trung Quốc lớn, chắc là một xe lớn. Đây là một điểm tham quan rất là nổi tiếng. Rồi bây giờ sẽ đi lên lầu Vọng Thị, tức là ở đó nhìn sang bên cái bên núi mà có nàng Tô Thị đứng là thuận tiện thì gọi là lầu Vọng Thị. Rồi mình sang mà không có ống nhòm. Đến đây cũng có một cái khoảng sân rộng giống như một phòng ấy. Nghe thấy tiếng ai cười nói bên trên lầu Vọng Thị rồi. Người Việt không phải người Hoa. Đây là lầu Vọng Thị. Thị đâu? Ông Dương Thị đâu chưa? Kia, đứng đây nhìn qua, kia là nàng Tô Thị nhỏ nhỏ bên kia kìa. Cái mỏm mỏm đó, đó. Thế thì em cứ tưởng ở trên đây muốn đi lên đây nhìn. Tức là cái lầu này nhìn qua được đó. Gọi là lầu Vọng Thị. Thì nhìn vọng sang. Mà thực ra thì cái nàng Tô Thị đó là phục dựng chứ không phải là nguyên bản gốc, vì bản gốc đã bị đổ rồi. À thế ạ? Đúng rồi. Phục dựng lại. Đây còn nhiều lối đi lên nữa nha. Đây có lối đi lên mà không biết. À, trời trời. Rồi. Nên là bùa thôi. Thôi, thế bây giờ mình lại đi. Đi theo cái đoàn khách Việt để đi xuống. Không phải khách tàu. Theo chân đoàn khách Việt. À, có đoàn mình ở đâu tới đây nhỉ? Bọn em ở Hải Phòng. À, vậy hả? Thế thì hàng xóm rồi mình, Quảng Ninh. Mình chân lầu Vọng Thị xuống nhé. Xuống đây là sẽ đi vào tham quan nhà sàn. Thì nhà sàn là chỉ bán đồ lưu niệm à? Đúng rồi. Nhà sàn gỗ. À, trong đây sẽ bán những cái đồ lưu niệm như là trang sức này, thuốc này, à, có cả chẩm chéo này,
rồi thì các thực phẩm chế biến từ rừng. Đây thuốc nữa. À, thuốc chữa bệnh gút. Mình nghĩ thế nào cũng có cái loại thuốc mà ông uống bà khen. Ai đây này, đặc sản ở đây này, măng măng ngâm xả là của người Lạng Sơn này. Giá 30.000 đồng một lọ. Măng ớt. Nhiều thứ lắm. Quả mắc mật khô, chẩm chéo, mắc kén có hết. Rồi những cái đồ dệt thổ cẩm. Ô mai. Hơi nhiều lắm. Ồ, như thế cái giá cả đây cũng phải chăng hả? Cũng rất là dễ chịu, chấp nhận được. À. 7-8 cân này, lấy cô bé con. Cái này thì... Cái này cả con trai rồi ạ. Đúng không ạ? Đúng rồi. À, cũng giá cả cũng dễ chịu. Trên dưới 100 nghìn cho một cái sản phẩm dệt ở đây. Rồi mình đã từ trong chùa Tam Thanh đi ra. Động Tam Thanh đấy. Ngay cổng chùa là có một cái cửa hàng lưu niệm rất là lớn. Mình ghé vào thăm và trước tiên hỏi trước là không mua cũng không sao, là mình đi vào. Rất là thoải mái. Xe thắm qua đi. Rồi. Có cánh cho xe ô tô. À. Ở đây là không mặc cả. Bán thì có bớt nhưng không mặc cả. Các loại dây thắt lưng 100 ngàn một cái. Mũ cối có sao 150 ngàn một cái. Vui lòng không mặc cả. Ở đây có cả bánh củ mài. Quần áo. Mật gấu, cây mật gấu. Dạ, cảm ơn. Củ mài mật ong. Củ mài hình như nó cũng là một cái vị thuốc phải không em nhỉ? Cái củ mài ấy. Củ mài giống như tạng củ sắn. À, củ mài giống củ sắn. Đây là củ mài đây hả? Vâng ạ, củ mài. Có bột củ mài, có nước cốt sườn, có mật. Củ mài. Cái này thì mềm chị ạ. Cũng củ mài luôn. Vâng, cái này nó tươi, cái này là giòn. À, củ mài tươi, củ mài giòn. Uống trà thôi, trà táo đỏ, hoa cúc, hồi sâm. À. Cảm ơn. Tới đây mình sẽ được mời ăn bánh củ mài, uống trà. Bây giờ mình đã tham quan xong chùa Tam Thanh rồi nhá. Tiếp theo sẽ đi sang làng Tô Thị này. Sẽ đi lối này ra làng Tô Thị và lên thành Nhà Mạc ở trên đỉnh núi trên kia. Giờ ra lấy xe. Vậy là mình đã tham quan động Tam Thanh xong. Bây giờ đến đây sẽ là đến làng Tô Thị này. Và đây nữa có một cái địa điểm nữa là thành Nhà Mạc. Cùng đi lối này lên thành Nhà Mạc thì sang phía bên phải làng Tô Thị, mình sẽ leo lên phía bên trái này, lên đỉnh trên đó. Gửi xe, đây có dịch vụ gửi xe rất là đắt. Cứ để lề đường thôi, không cần nói gì cả. Yên tâm, không phiếu không thẻ gì, cứ để đây lấy 10 ngàn một xe. Chủ quán thì rất là xinh gái. À, bây giờ tiếp tục đi lên. Mình sẽ đi lên làng Tô Thị trước. Cảm ơn, xin hỏi có phải làng Tô Thị này là phục dựng không nhỉ? Đúng rồi ạ. À, thế phục dựng lại rồi ạ. Vậy làng Tô Thị xét đánh. À, xét đánh. Mà có cái báo chí nào viết là có ai phá đi để nung vôi gì thì bắt đi tù rồi mà phải không? Phải không? Phải đâu ạ, oan rồi ạ. Oan rồi, nhưng mà có đi tù thật? Đi tù về nhưng mà là tù oan ạ. À, tù oan thì vậy có được minh oan không? Có ạ.
có được minh oan à? Đền đóng tiền à? Đó chứ, ngày đó nói là báo chí viết là đánh đổ cái tượng đấy để lấy đá nông vôi thì mình nghĩ vô lý, sao leo đến trên đó mà lấy cái tượng nhỏ xíu nông vôi được không? Thiếu gì đá tội gì phải lấy cái đá. đúng rồi. Rồi cảm ơn nhiều nhá. Dạ, bây giờ mình đây đã lên đường. Lại gặp đoàn Việt Nam ở đây. Hàng xóm của mình, đoàn của Hải Phòng. Lại lên thành nhà Mạc. Có các cháu học sinh cũng lên đây. Mình sẽ lên núi Tô Thị này. Núi Tô Thị là một di tích quốc gia đã được xếp hạng. Đây có cái bảng cái vận đây. Còn đây là hướng dẫn lên thành nhà Mạc. Rồi có các cháu, hôm nay các cháu cũng đi tham quan thành nhà Mạc. Đang quay trở về. Chú ạ. Rồi chào ạ. Chào ạ. Chị thua ạ. Em kiểm tra lại rồi. Bây giờ mình sẽ lên núi Nàng Tô Thị. Một cái di tích đã đi vào thơ ca lịch sử. Cho dù đã được phục dựng nhưng mà chắc là cũng phải giống, gần giống như nguyên bản. Lối đi cũng khá là dễ dàng vì đường mòn, nhiều người đi rồi. Sẽ có hai lối đi, một lối trên đây này và lối dưới. Mình sẽ lên xem màu thực tế cái Nàng Tô Thị như thế nào nhá. Nghe nói là phục dựng, nhưng phục dựng ở cấp độ như thế nào và giống đến thế nào. Đây lại gặp đoàn láng giềng Hải Phòng. Có lên đấy đẹp chứ. Bác lên đi chưa ạ? Đây đi lối này vòng vào kia. Vâng, bác lên đi rồi ạ. Đấy, ngày xưa đã lên rồi. Đi đường này luôn ạ? Đúng rồi, đi vào lối chân đây. Đây mình đã lên được đỉnh Nàng Tô Thị đây. Thì cũng phục dựng bằng đá thôi. Vẽ ra cái góc này chụp. Nàng Tô Thị thì đứng kia, nhưng mà đây có một cái lối mòn, rất là nhiều người ra đây để chụp ảnh. Thành nó thành cái đường mòn nhẵn đi rồi. Đây đứng nấp vào cái mềm mỏm đá này, đưa ra ngoài đây để chụp Nàng Tô Thị. Thì ở góc độ này nhìn rất là rõ này, một tảng đá có hình mẹ bồng con đứng để trông chồng về, chắc nhìn về phía đông, nhìn về phía thành phố. Thì mình đây là hình phục dựng, nhưng mình nghĩ là tảng đá thật nó cũng gần gần như thế. Và cũng ở địa điểm đó. Bây giờ mình đi đến gần nhé. Ở đây có một số người đã mang bát hương lên đây để thờ cúng rồi, thắp hương. Đây cũng có một cái đèn chiếu sáng, chắc buổi tối mới mở lên. Đây, lối đi xuống đây.
mình đọc ở dưới tấm bia kia thì nói là cũng có nhiều phiên bản ở Lạng Sơn này, nhưng mà phiên bản này là phiên bản đã đi vào thơ ca rồi, thì mình cũng chỉ biết vậy thôi. Và bây giờ đã thăm xong nàng Tô Thị, đây toàn bộ đây. Đây mình quay nàng Tô Thị ở một cái góc khác. Góc này thì nhìn rất là giống này. Đúng là nàng Tô Thị bỗng bế con chờ chồng. Đây, nhìn hướng về thành phố Lạng Sơn này. Và hôm nay thì video của mình cũng đã dài, mình xin phép kết thúc video tại đây. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Trân trọng cảm ơn các bạn rất nhiều. Những bạn nào mà chưa đăng ký kênh, nếu thấy hay hãy đăng ký kênh để ủng hộ mình, tạo động lực cho mình ra được những video tiếp theo được tốt đẹp hơn. Trân trọng. Hy vọng là cái video về nàng Tô Thị và chùa Tam Thanh này sẽ được đông đảo các bạn đón nhận và sẽ là cái động lực cho mình phát triển tiếp cái kênh này.